Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn bài học là chân dung về người quản lý. Thứ nhất, người quản lý là phải có kiến thức và am hiểu trong lĩnh vực kinh doanh quán cà phê. Là quản lý thì phải am hiểu tất cả các nghiệp vụ trong quán cà phê như là gì? Phải từng trải qua cái lớp đào tạo về bartender, chẳng hạn là pha chế tổng hợp, phục vụ, lễ tân bếp. Khi mình đã trải qua những lớp nghiệp vụ thì mình mới có kiến thức chuyên môn để mình nắm biết được trong cái quán nó kinh doanh cái gì để mình còn set up này nọ. Thì trải qua nhiều vị trí đảm nhiệm trong ngành, đã làm nhiều quán cà phê, nhà hàng, có nghĩa là bạn đã từng làm tổ trưởng phục vụ nè, tổ trưởng quầy bar hay là tổ trưởng lễ tân, hoặc bạn đã từng làm nhiều quán cà phê à. Ví dụ như là quán cà phê tách trà quay nè, quán cà phê mang đi nè, hoặc nhà hàng nè, quán cà phê phòng trà ca nhạc. Ngoài ra bạn còn phải biết về marketing, marketing online, sử dụng thành thạo uy tín. Tác phong phải chỉnh tề, nghiêm chỉnh, quần áo phải ăn mặc lịch sự, đầu tóc gọn gàng, đi đứng ngay thẳng ha. Ngoài ra bạn còn phải giao tiếp tốt với mọi người. Làm quản lý thì phải thường xuyên giao tiếp với nhân viên và khách hàng, phải ăn nói một cách là rõ ràng, nói chừng mực, không nói ngọng, thương lượng và đàm phán tốt, xử lý tình huống tốt. Quản lý thường xuyên giao tiếp nhân viên, chủ quán, đối tác, nhà cung cấp nguyên liệu, xử lý sự cạnh tranh giữa nhân viên với nhau, xử lý phàn nàn của khách hàng. Nên quản lý lúc nào cũng phải luôn giữ bình tĩnh để giải quyết tình huống xảy ra và nhạy bén trong mọi tình huống xảy ra. Nếu bạn không có bình tĩnh thì trong lúc giải quyết công việc thì sẽ không dẫn đến thành công. Quản lý nhân viên công bằng, không thương vị,